Sư cho con hỏi, hộ niệm bên Tịnh Độ có quan điểm càng nhiều người hộ niệm thì người chết càng nhiều phước, nhưng theo con chỉ cần một người hướng dẫn họ về sự khổ vô thường và cái chết đủ rồi, con suy nghĩ vậy có đúng hay không? Và họ có quan điểm là niệm Phật 8 tiếng khi lâm chung rồi sờ vào điểm ấm tụ ở đâu, ở dưới lòng bàn chân thì là địa ngục, đầu gối là súc sanh vân vân, như vậy có đúng hay không? Có những câu hỏi như thế này đó, thì sư chỉ đơn giản sư trả lời là cái này là Phật nói hay ai nói, chỉ cần quý vị trả lời xong cái này là tự nhiên là mọi chuyện nó sáng tỏ ha. Đức Phật không có kêu là khi mà mình gần chết á, thì cứ kêu tới rồi hộ niệm rồi ê a, thì Phật không có kêu. Nhưng mà như vậy nè, người sắp mất á, cần được sự hướng dẫn. Cái phương pháp hộ niệm đúng đắn á, đó là gì? Khi mà cái người đó, đó mình nhắm mà họ nặng về đức tin á, nặng về đức tin á, thì mình khuyên họ là bây giờ anh hãy nghĩ đến ân đức của Phật, nghĩ đến ân đức của Pháp, nghĩ đến ân đức của Tăng đối với người nặng về đức tin. Hoặc là đối với cái người đó mà ngày thường họ bố thí nhiều đó, họ làm phước nhiều đó, thì nhắc họ nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái điều mà họ đã bố thí, họ đã làm phước, họ đã làm thiện, thì nhờ như vậy đó cái tâm của họ hướng về điều lành, tâm họ sẽ hoan hỷ và họ sẽ đi về cõi lành. Hoặc là cái người đó, đó ngày thường họ tu tập về điều gì thì bây giờ mình hướng dẫn họ tu tập lại như thế đó, thì nhờ như vậy đó, nhờ cái sự tu tập trước khi cận tử đó, thì người đó sẽ đi, có thể đi về cõi lành. Hoặc là đối với một người đó mà họ cũng không có làm phước gì đặc biệt, cũng không có tu tập gì đặc biệt đó, thì trong kinh tạng nó có nói là cái người ở gần họ nên khuyên họ như thế này. Bây giờ đó cái việc gia đình là không có, đã xong rồi, đã lo xong rồi thì không có nên suy nghĩ nhiều, không có nên bận tâm nhiều làm chi. Tài sản thì tự có sắp xếp rồi, cứ yên tâm. Nếu mà người đó là có vợ đó, thì vợ người đó nói với người đó rằng anh cứ yên tâm, anh cứ yên tâm, em không có đi bước nữa, anh cứ yên tâm, em không đi bước nữa, em ở vậy em thờ để cho vị đó yên tâm. Anh yên tâm là anh chết rồi là em tu tập, em đến chùa em tu tập, em làm phước, em hồi hướng phước cho anh. Em không có chuyện mà em đi chơi bời đàn điếm hoặc là em kiếm thêm một cái anh hàng xóm hay như thế nào đó, anh cứ yên tâm. Cái này là trong kinh có nói. Rồi nhắc cho vị đó hãy nghĩ nghĩ rằng đó, cái cảnh giới loài người này nó chịu nhiều những cái đau khổ rồi thì không có nên luyến tiếc nó nữa làm chi. Không cần phải luyến tiếc tài sản, không cần phải luyến tiếc gia đình vợ con làm chi. Anh cứ ra đi thanh thản. Cõi người này nó rất là đau khổ rồi. Trong khi đó đó, cái cõi trời đó là cảnh giới vui sướng hơn. Cảnh giới vui sướng hơn. Anh nên hướng tâm về cõi trời. Ở đó không có máu lệ như vậy, không có đau khổ như vậy. Ở cảnh giới đó nó vui sướng hơn. Anh hãy hướng tâm về cõi trời, hãy nghĩ tưởng về cõi trời, hãy mong mỏi về cõi trời. Nhưng mà anh nè, đó, đó khi mà họ đã hướng tâm về cõi trời rồi, nhắc nhở họ. Nhưng mà anh nè, cõi trời á, dù sao thì họ cũng còn hưởng dục thì cũng còn thấp lắm. Trong đó các cái cảnh giới phạm thiên đó, họ chỉ ăn rồi mỉm cười không à, chỉ hành thiền thôi, hưởng những cái thú vui của thiền định đó. Thì họ là cái chúng sanh cao cấp nhất của tam giới này. Anh hãy hướng về họ, hãy hướng về họ, hãy mong mỏi đi về cảnh giới của các vị vị phạm thiên. Nhưng mà anh này, hãy nhớ rằng còn luân hồi là còn khổ, còn luôn, dù cho mình có đi đâu đi nữa thì nó cũng còn khổ.
Chỉ có Niết Bàn đó là sự chấm dứt tất cả đau khổ, khi đó không còn tái sanh, không còn đau khổ nữa. Hãy nghĩ đến Niết Bàn, hãy nghĩ đến cái sự chấm dứt mọi cái tham ái, hãy nghĩ đến cái sự nhàm chán, và hãy nghĩ đến cảnh giới Niết Bàn. Tuy nhiên đó, nó tùy thuộc vào đối tượng người nghe, và tùy thuộc vào cái năng lực của người nói. Cho nên không có sư, cá nhân sư không ủng hộ cái chuyện là mình rước cả đống cả làng về rồi mình ea bằng một cái thứ ngôn ngữ mà người tụng không hiểu mà người nghe cũng không hiểu. Khi đó cái trí tuệ nó quan trọng hơn. Và sắp tới trong cái bài pháp cú sắp tới đó cũng có nhắc về cái sự hộ niệm. Thì khi đó thì sư sẽ nói thêm về cái sự hộ niệm. Có tụng thì mình phải tụng cái gì, có tụng thì phải tụng cái gì đó. Rồi một cái vấn đề nữa đó là cái chuyện mà chờ cho cái thân mà 8 tiếng đồng hồ nó nguội lạnh rồi mới coi là cái nó ấm ở đâu, thì xin thưa nó không có đúng, nó không có đúng. Tại vì theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, người chết một khi họ đã tắt thở, có là khi họ đã chết, chết chắc, chết không, coi như là không phải chết lâm sàng đó, mà chết chết hẳn đó, thì họ tái sanh ngay lập tức, tái sanh ngay lập tức, chứ không có chuyện là mình phải chờ mấy tiếng đồng hồ. Thì không phải, cái chuyện chờ mấy tiếng đồng hồ đó là theo cái truyền thống của Tây Tạng, truyền thống dân gian Tây Tạng. Cho nên là cái này là Phật không có nói. Khi đó, khi mà đã tái sanh rồi đó, thì đi lên đi xuống là chắc cú rồi. Đi lên là đi lên luôn, mà đi xuống là đi xuống luôn. Chứ không phải chờ là mình coi là sờ đầu, sờ chân, rồi sờ ở đâu, nắm ở đó thì... Và sư nhắc rõ nó là cái truyền thống của dân gian Tây Tạng. Quý vị có thể đọc trong cái cuốn là Tử Thư Tây Tạng đó, là nó là truyền thống dân gian của Tây Tạng, chứ nó không phải là được Đức Phật nhắc đến. Mà quý vị nên nhớ như thế này, một trong 10 hồng danh của Đức Phật á, là Lokavidu, có nghĩa là bậc thế gian giải, ngài biết hết, ngài biết hết tất cả mọi chuyện ở thế gian, ngài biết hết. Hãy tự đặt câu hỏi tại sao có những cái ngài biết như vậy mà ngài không có nói, ngài không có làm. Có nghĩa là ba cái vụ mà coi nóng đầu, nóng chân, nóng bụng này nọ là ngài biết hết, ngài biết nó đúng hay là sai, ngài biết nó là chính xác hay là không chính xác, ngài biết nó là tà hay là chánh, ngài biết hết. Hãy đặt câu hỏi tại sao Đức Phật biết cái đúng ngài cũng biết, cái sai cũng biết, cái chánh ngài cũng biết mà cái tà ngài cũng biết, mà tại sao ngài không có nói. Quay lại cái bài kinh Simsapa, Đức Phật nói cái Như Lai biết nó nhiều như cái lá trong rừng, mà cái Như Lai nói nó chỉ như một cái nắm lá trong lòng bàn tay thôi. Tại sao vậy? Bởi vì những cái mà Như Lai nói đó, là nó liên quan đến cái con đường thoát khổ. Còn những cái Như Lai không có nói đó là nó không đem lại lợi ích. Có nghĩa là những cái gì Phật không có dạy đó thì hẳn nhiên nó không đem lại lợi ích, nó không đem lại kết quả cõi người, cõi trời và cõi Niết Bàn. Nếu như nó đem lại lợi ích thì Đức Phật đã nói, mà do Đức Phật không nói thì có nghĩa là không cần phải quan tâm. Sư tính là trả lời hôm nay tranh thủ trả lời ngắn gọn, trả lời cho thiệt là nhiều câu hỏi, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có trả lời hết nổi, không trả lời hết nổi, mà câu hỏi thì nó mỗi lúc mỗi nhiều. Thôi thì chắc để một cái buổi riêng nào đó trong tuần sư sẽ dành riêng để sư giải quyết thêm. Chứ còn hôm nay thì coi như là không có trả lời hết được rồi.
Và hôm nay thì nếu mà quý vị theo dõi thì cũng thấy là có vẻ như là hôm nay sư cũng không có tập trung cho lắm. Khoan, ở đây có cái câu hỏi này: không có chư tăng gì có trụ trì, chúng con đem đến cúng Phật xong người bảo phát lộc cho Phật tử, con nghĩ là do chủ chùa đó. Rồi thì nếu như mà ở chùa, ở cái ngôi tự viện đó chỉ có một vị thì vị đó đại diện cho tăng ha. Nếu tự viện chỉ có một vị thì vị đó đại diện cho tăng. Cái này là do hỏi có liên quan tới câu hỏi cho nên sư mới trả lời nha. Còn những cái câu hỏi khác thì làm ơn gửi lên trên cái liên kết. Còn cái việc mà nhặt tiền mà nghĩ là không chắc, sư đã nói rồi, khi không chắc người ta có bỏ hay không thì không được đụng vô, không được đụng vô, không được đụng vô. Trừ khi quý vị nghĩ rằng mình giữ giùm để họ quay lại họ tìm thì mình trả thì được, còn không thì không được đụng vô. Còn quý vị mà nhặt đó, quý vị đi làm phước á, đi làm phước á, thì như sư nói là nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Quý vị trộm cắp là cái nghiệp của trộm cắp, còn quý vị đi làm phước bố thí là cái nghiệp của làm phước bố thí. Hai cái đó nó sẽ khác nhau, có thể nó sẽ chỗ vào một cái lúc nào đó nó gần gần với nhau. Ví dụ như quý vị gặp thiên tai hỏa hoạn nó cuốn sạch toàn bộ tài sản, cuốn sạch toàn bộ nhà cửa, toàn bộ con cái dê bò heo gà nó cuốn sạch hết trong một đêm, quý vị mất trắng, trong một đêm mất trắng do cái nghiệp trộm cắp năm xưa. Nhưng mà quý vị được bà con thân thuộc hàng xóm thương, được nhà nước trợ cấp, thì ví dụ như là được trợ cấp 20-30 triệu gì đó, ví dụ như vậy, để có thể xoay trở lại, có thể bắt đầu trở lại một cuộc sống mới. Thì đó, hai cái phước, nó rõ ràng hai cái phước, nó cái nào tội là ra tội, mà phước ra phước ha. Trộm cắp mất mát tài sản, bố thí được tài sản, hai cái đó. Thành ra quý vị cân nhắc coi có đáng hay là không ha. Rồi thôi, hẹn quý vị hôm khác, một cái ngày khác, và sư sẽ thông báo sau. Do sự phước báo chia sẻ chánh pháp ngày hôm nay, xin chi phước đến tất cả chúng sanh, nhất là thân bằng quyến thuộc, còn hiện tại cũng như đã quá vãng. Cầu mong cho quý vị được hay được biết, thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn.